Quá thấy hùng nha mấy bạn, review cho mấy bạn trước. Nhìn bên ngoài hình thức cũng khá ok. Đây là máy giặt mình ráp xong, tại mùa này mùa dịch nên mình người ta ship tới mình tự lắp ráp nha mấy bạn. Nói chung là rất là dễ nha, mình chỉ cần tháo bốn ốc định vị ở đằng sau đây, định vị nắp lọng đường nước gắn điện như là xài đó các bạn. Nói chung là nhìn bề ngoài thì nó hơi nhỏ, tại mình xài trước đó mình xài máy nội địa 9 ký thì mình thấy này nó nhỏ hơn rất là nhiều, chắc chắn. Panasonic NAV10FX2 khối lượng giặt 10 kg. Đây là cửa, cái này là bằng nhựa nha mọi người, trong đây là bằng kính. Lồng giặt kim cương nó hệ mới, là đẹp. Máy giặt xuất khẩu, máy giặt ở ngoài thị trường chỉ là máy giặt lồng ngang nha, còn ai mà xài máy nội địa thì cái máy đó là máy lồng nghiêng. Hệ thống dẫn động này là dây Cura theo công bố nhà sản xuất. Mở máy lên thử, tiếng Việt trực quan dễ sử dụng. Đây là nút tắt mã, đây là nút bắt đầu tạm dừng lại, núm này là mã rơm, có chức năng giặt cô tông mình vặn qua nè, đèn led đi nè, giặt hàng ngày, sợi tổng hợp, giặt nhẹ, chăn mền, cô tông, vệ sinh lồng giặt, rất là dễ. Chế độ giặt nhanh 38 phút, giặt siêu nhanh 15 phút, giặt ngâm, giặt nước nóng, ngừa dị ứng. Khi mình chọn chế độ này thì bên đây bảng điều khiển hệ thống sẽ có những cái tự động, ví dụ đây mình chỉnh giặt hàng ngày đi, thì hệ thống nó đã tự động những cái này là thiết lập sẵn, mà mình nếu mình muốn giặt nước nóng mình chỉnh lên 60 độ, 90 độ hoặc là chỉnh về nước lạnh. Đó, bên đây là chế độ vắt, mình có thể chỉnh mạnh nhẹ 1400 vòng, không vắt 500, 700, 1200. Này mình có thể thêm xả tăng cường là thêm một lần xả nữa, và cái này là chương trình dễ ủi, và đây là chương trình lưu AG tinh thể bạc diệt khuẩn theo như Bana công bố là 99,9% nha mọi người, và tác dụng trên tới 18 tiếng đồng hồ sau. Đây đây là hộp đựng đây, hộp bên đây là mình bỏ bột giặt, nước giặt, còn bên đây là nước xả. Đây còn cái này là cái hệ thống tạo bọt siêu mịn đó, cái gọi là gì ta, Stainmaster. À không phải, xin lỗi các bạn, Artifarm. Ở trong đây nó còn cái túi tinh thể bạc nè, đây cái túi này nếu mà tuần giặt một lần thì theo công bố có thể xài được trong 7 năm.
Tình hình hình thức nói chung là khá hài lòng. Ổn. Lát mình sẽ mở thử cái chế độ vắt coi lúc đó máy nó có rung rung lắc hay gì không. Đây, đây là cái để khi mình lâu lâu mình mở ra lấy những cái rác thừa hoặc là những cái vật mình bỏ quên trong máy, những cái vật nhỏ sẽ vậy đây. Vệ sinh đó. Đây là máy lúc đang giặt nha mọi người. Chỉ có tiếng nước và tiếng máy chạy. Rất là êm nha mọi người, cái ly nước mình đã. Máy giặt Panasonic NAV10FX2 khối lượng giặt 10 kg, công nghệ theo nhà sản xuất công bố 3D inverter Lu AG cộng là chế độ diệt khuẩn bằng ion bạc Actifem là chế độ tạo bọt. Bảo hành động cơ 12 năm. Steam Master. Tương đối nha mọi người. Nói chung là chấp nhận được. Cái này mình đang để chế độ giặt hàng ngày. Dạ, bật chế độ Blue AG cộng. Đây là khi máy giặt đang vắt nha mọi người. Đây là tiếng. Đây, ly nước mình đã đây. Khá là chắc chắn nha. Vắt mình đang để chế độ vắt là 1.200 vòng trên 1 phút thì máy khá là ổn định. Thì theo nhà sản xuất công bố thì máy này là có cảm biến cân bằng lòng giặt là để giảm thiểu rung lắc. Đây, tốc độ vắt đang lên cao. Rõ ly nước cũng rung mà ok. Vậy rất là cân bằng. Rồi, tạm thời là mình chỉ sử dụng tới đây rồi để mình sẽ sử dụng.